Cảm ơn các bạn đã đến kênh YouTube của Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây chiếc ghe bạn chồng mình đang bị bơm nha các bạn. Mới để máy nữa. Đây thì cống lò ngay cái cống này. Cái cặp bơm, cống cặp bơm. Mà ở dưới nước không, mình không có thấy đường ống được. Đóng ra lên. Bị chân bằng dây thùng xì quá thì rồi. Cái đầu quấn sụp lại kìa, xì kìa. Quá xì. Rồi lên cát nó hết xì nha các bạn. Mấy bồn nước nó xì, giờ nó xì rồi. Trời ha, xem nước ha. Bỏ cả nước lại chút. Ra thì nước tới họng mà. Đây đường ống đi dưới cống lên tới đây. Đi qua sông nè. Trả lên cho các bạn. Rồi đường này cũng khá là xa nè, nên không được bạn thôi. Đèn chế mình đang đặt cái ống thoát nước nè. Cái hố này quá sâu, không biết đầy ghe này đây không nữa. Khu chỗ nào đất liền khu vô chảy luôn cá. Bỗng chảy không kịp đâu. Sâu lắm cái kia này đây không nè. Hả? Điện xuống chỉ nhóc lên mới ra nữa nè. Quá yếu rồi. Cát to phải không?
cát hơi lên rồi nè, nước nó tràn quá chừng chảy không kịp, anh cái anh phui thêm nè, phui thêm cho nó chảy xuống mương. Bờ lé đé luôn. Ống chầm tư kẻ đâu kịp. Phui tìm cho chảy xuống đường mương. Đề đây cũng lé đé tràn luôn rồi nè. Đây cái đường mương này. Xung quanh này toàn là cây cỏ không. Ai có cái chợ đó uống đã. Chạy nước mới không hết hả? Ôi trời ơi. Con cát này dung lên rồi nè, chắc có thể đầy được cái hầm nhỏ này, nhỏ mà sâu. Bây giờ mà thấy màu đầy nè, có cát màu đầy lắm. Quan trọng là có gạo hay không thôi, chứ còn chuyện mà bom là mình. Bẻ cái đầu ra nè, ở trong đây nè. Tờ dằn cũng mấy cái lỗ dít dằn cũng quần áo anh lấy cái bọc anh đậy lên nè, đậy đổ ra cho nó không có đi dằn. Mạnh không kìa, mạnh cho lọt qua góc kia luôn. Ở đây đâu rồi mày? Hả? Ở phía đây đâu rồi? Ai? Ở đây chưa ăn rồi.
đây đã xong nha các bạn, đây cái hầm luôn nè. Đây đã xong rồi, tắt máy luôn. Khô bên dầu luôn hả? Vô cái này có chỗ quay đầu không trong nhỏ? Quay đầu. Về không luôn hả? Bởi vì về ca mới nói là gom trước đó. Nước để nước gồng xuống rồi khó về. Vô gạch này quá nhỏ luôn à. Vô vừa chứ kia, không có chỗ quay đầu. Về ra là cái máy số. Cái máy 2 cây số. Có tiếng máy 2 tiếng gì vậy? Quá chừng. 2 tiếng hồ cái gì? Quá vất vả luôn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn.